Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ thăng đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng ngập lối, giàu sang có tiếng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, ngày đi tháng chạy năm bay, thời gian nước chảy chẳng quay được về, trong cuộc sống bon chen, hối hả, thời gian là điều ai cũng cảm thấy thiếu thốn và khi thời gian đã trôi đi sẽ giống như ly nước chảy, đổ đi rồi thì không thể nào lấy lại được nữa. Thời vận là một khái niệm tương đối kỳ lạ, khi vận thế thông thuận thì không có gì cần phải nói, nhưng khi thời thế không hay thì chẳng gặp được chuyện may. Tốt nhất khi đó nên an yên mà ở ẩn, khỏi làm gì thì đỡ nghĩ, đỡ suy. Biết là thế, nhưng lắm lúc vận số cứ ép Kỷ Dậu phải ra. Cứ dụ Kỷ Dậu đi khỏi cái vòng tròn của sự bình đẳng mà Kỷ Dậu xây dựng. Sau đó khi ta miễn cưỡng bước ra rồi, thì cũng là lúc giữa muôn trùng dây thập diện mai phục. Đấy là những dòng tóm tắt cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu, báo hiệu chi kê. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Tuổi Kỷ Dậu lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 chính nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu thân mến, thực tế chúng ta sống trên đời nhưng vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Cô bác không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái cô bác có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình. Nên lắm lúc cô bác cần phải ngồi lại, ngẫm về những gì mình đã trải, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của cô bác thay đổi, trình độ của cô bác thêm nhiều, tư cách của cô bác thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc cô bác xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Còn nếu vẫn cứ mãi là rượu đấy thì sẽ luôn là bình đấy, chẳng thể nào có được sự đổi thay chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi cầu tiến, cầu thị trong bản tâm, bản tính, thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển. Hy vọng cô bác có thể xốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sửa thay đổi ngay từ ngày hôm nay cô bác tuổi Kỷ Dậu nhé. Những lời này chưa chắc cô bác đã cần khi cô bác đang thông thuận, nhưng nếu cô bác đang không thông thuận, có thể đó là điều cô bác cần nhìn lại trong chính con người mình. Sống ở đời sai thì sửa, ăn năn thì sám hối, có áp lực thì can trường chịu đựng, có thử thách thì cười nhạt một cái rồi nghiến răng, nghiến lợi mà nỗ lực vượt qua. Và cuối cùng đất trời, thần linh, vũ trụ luôn biết đúng thời điểm gửi cho cô bác thứ mà cô bác cần, một chút may mắn, thông thuận, nếu cô bác xứng đáng. Tin nhắn này không nói về dự báo hay thời vận gì cả, chỉ tâm sự vậy, dặn dò vậy, để cô bác đừng vì khó quá mà sống lỗi ở điểm nào đó hay mất chất con người thôi à. Cuối cùng Phật tại tâm, nên đôi khi thay vì hướng ra phía ngoài thì ngồi lại và hướng vào phía trong, rồi sau đó kết nối với vị Phật trong tâm mình để có được sự chữa lành nhẹ nhàng nhất có thể nhé.
tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thuộc hành thổ trong ngũ hành giới thiên can kỷ, cũng thuộc thổ, biểu trưng cho sự bền bỉ, ổn định và kiên định, kết hợp với con giáp Dậu, biểu tượng của sự chính trực, cần cù và kỷ luật. Tuổi Kỷ Dậu mang trong mình những phẩm chất của sự chắc chắn, trung thực và có trách nhiệm. Người tuổi Kỷ Dậu thường có tính cách vững vàng, thực tế và rất có trách nhiệm. Họ luôn tỏ ra là người đáng tin cậy, có khả năng đối mặt với khó khăn mà không dễ dàng bị lay chuyển. Thiên can kỷ giới yếu tố thổ giúp họ có một tinh thần kiên định, không dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi xung quanh. Họ luôn có một lập trường vững vàng và biết cách giữ gìn giá trị bản thân. Những người tuổi này thường rất cần cù và kỷ luật. Họ coi trọng việc hoàn thành công việc đúng hạn và luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Sự chính trực của con giáp Dậu giúp họ luôn sống theo nguyên tắc và chuẩn mực, không bao giờ chấp nhận sự gian lận hay bất công. Họ là những người sống chân thành, trung thực và luôn tôn trọng lời nói cũng như hành động của mình. Tuy nhiên, người tuổi Kỷ Dậu cũng có thể trở nên bảo thủ và cứng nhắc. Sự kiên định của họ đôi khi dẫn đến việc khó chấp nhận những thay đổi hay ý kiến mới mẻ. Họ có thể quá tập trung vào nguyên tắc mà bỏ qua sự linh hoạt cần thiết để thích ứng với hoàn cảnh. Họ cần học cách mở lòng và sẵn sàng tiếp thu những quan điểm khác biệt để có thể phát triển và tiến xa hơn. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Kỷ Dậu hiểu rằng sự bền bỉ và trung thực là những giá trị quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự linh hoạt và khả năng thích nghi. Họ nhận ra rằng để thực sự thành công và hạnh phúc, không chỉ cần có sự ổn định mà còn phải biết cách thay đổi và cải thiện bản thân. Họ học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, từ đó mở rộng tầm nhìn và trở nên linh hoạt hơn trong cách tiếp cận vấn đề. Người tuổi Kỷ Dậu cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc hoàn thành công việc và tuân thủ nguyên tắc, mà còn là về việc trải nghiệm và học hỏi. Họ biết cách tìm niềm vui trong công việc và những điều nhỏ bé hàng ngày, đồng thời trân trọng những mối quan hệ xung quanh. Họ hiểu rằng sự bình an và hạnh phúc thực sự đến từ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, giữa trách nhiệm và sự tự do. Trong các mối quan hệ, người tuổi Kỷ Dậu luôn cố gắng duy trì sự chân thành và trung thực. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững thì cần phải có sự tin tưởng, tôn trọng và đồng cảm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ cũng là những người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng gánh vác và giúp đỡ người khác khi cần. Người tuổi Kỷ Dậu với sự kết hợp giữa sự bền bỉ và chính trực là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ kiên định và trung thực mà còn biết cách giữ vững giá trị bản thân và vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Kỷ Dậu, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và ổn định. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch có thể thấy, thời điểm này có ngũ hành kim cực dượng, nên những người mệnh thủy thì tiêu hao khá nhiều, vận khí không gian chủ yếu là tính âm nhiều hơn. Càng khiến ngũ hành kim mạnh mẽ, người mệnh mộc vì thế chịu nhiều kiểm soát, khắc khổ, hành khí trói buộc khiến tinh hoa bản mệnh khó mà phát triển. Có người mệnh thủy và mệnh mộc là yên bình, thoát cửa hiểm nguy. Theo đánh giá tổng quan, thì người tuổi Kỷ Dậu sẽ phải trải qua một thời điểm không mấy thuận lợi do các mối quan hệ xã giao bất ổn. Kỷ Dậu cần xem lại cách hành xử của mình, chứ không nên chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh. Các vận và hung vận của tuổi Kỷ Dậu trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Về các vận, bách diệt cát khí gặp hung quá cát, văn sương chủ về đường công danh chức vụ thăng tiến. Về hung vận, tương hình chủ về đối đầu, bất đồng và mâu thuẫn thái tuế, nên mọi việc sẽ khó bề suôn sẻ và thuận lợi, công việc gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Cục diện tương hình cho thấy bản mệnh có tính cách nhiệt tình, sôi nổi và sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng lại chưa có cách ứng xử phù hợp ở những tình huống khác nhau. Có những lúc Kỷ Dậu quá nóng nảy, nói năng không kiên nể, thậm chí gây tổn thương người khác mà đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Kẻ xấu phá hoại khiến công việc của Kỷ Dậu tiến triển không thể suôn sẻ. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng thường vướng phải khúc mắc, dường như hướng đi của Kỷ Dậu chưa thực sự chính xác hoặc Kỷ Dậu đang mắc phải sai lầm ở đâu đó. Đã đến lúc Kỷ Dậu hạ cái tôi của mình xuống và đừng kiêu ngạo, mù quáng làm theo ý mình mà gạt bỏ lời khuyên của người khác.
Theo tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện tình cảm cũng khó được đón tin vui, người độc thân chớ dội tin theo lời ngon, tiếng ngọt của kẻ khác. Trong lúc này, Kỷ Dậu không cần phải quá sốt ruột vì tình trạng hiện tại của mình, hãy tiếp tục rèn luyện bản thân và yêu thương chính mình, rồi những điều tốt đẹp sẽ tới. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu cho thấy sự nghiệp có dấu hiệu chững lại rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu là do bị tiểu nhân quấy phá, mọi người xung quanh cũng không ủng hộ, cổ vũ cách làm của bản mệnh. Tương hình cho thấy, dù Kỷ Dậu có lòng tốt sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng chưa chắc đã nhận được sự biết ơn của mọi người, hãy xem lại cách giúp đỡ của mình. Xem mình hành xử như vậy đã đúng chưa, đừng tạo cho người khác cảm giác bạn đang ban ơn khi người khác mắc phải lỗi sai hoặc vô tình làm việc gì khiến Kỷ Dậu không hài lòng. Kỷ Dậu cũng chớ nên chỉ trích đối phương quá nặng nề, hãy có cách nói năng và hành xử uyển chuyển hơn để không làm tổn thương ai, mà đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không biết. Một số người không nên quá kiêu ngạo với những thành tích mà mình gặt hái được trước đó. Sự kiêu ngạo sẽ khiến Kỷ Dậu lơ là, không phát hiện ra những sai sót hiển hiện và dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Tuổi Kỷ Dậu có thể gặp khó khăn trong việc tập trung do có nhiều vướng bận và sự ảnh hưởng của cảm xúc. Người tuổi Kỷ Dậu thường có sự nhiệt huyết và mong muốn hoàn thành nhiều công việc cùng một lúc. Tuy nhiên, làm việc đa nhiệm có thể khiến bản mệnh mất tập trung và giảm chất lượng công việc. Để đảm bảo chất lượng công việc và tăng hiệu suất làm việc, bản mệnh nên tập trung hoàn thành một công việc cụ thể trước khi chuyển sang công việc khác. Điều này giúp người tuổi Kỷ Dậu tập trung tối đa năng lượng và tư duy vào một công việc, từ đó làm việc hiệu quả hơn và đạt được kết quả tốt hơn. Những chi tiết nhỏ có thể trở thành nguyên nhân gây ra vấn đề rắc rối trong công việc của người tuổi Kỷ Dậu. Mặc dù chúng có vẻ nhỏ nhặt nhưng có tác động lớn và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Việc lưu ý và quan tâm đến những chi tiết nhỏ là rất cần thiết. Để đảm bảo sự hoàn hảo và chính xác trong công việc, bản mệnh cần đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra, kiểm soát và làm việc tỉ mỉ để đảm bảo rằng không có bất kỳ lỗi nào xảy ra. Ngoài ra, việc cẩn thận và quan tâm đến tiểu tiết cũng thể hiện sự tỉ mỉ, trách nhiệm và chuyên nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu trong công việc. Điều này có thể tạo dựng được lòng tin và sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và đối tác. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bản mệnh dành thời gian tập trung để xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết. Điều này sẽ giúp bản mệnh tránh các vấn đề không mong muốn và mang đến thành công trong công việc của mình. Tính cách hấp tấp và vội vàng trong quyết định có thể khiến người tuổi Kỷ Dậu đôi lúc lỡ miệng nói ra những lời không hay hoặc tiết lộ bí mật. Điều này có thể gây hậu quả tiêu cực cho mối quan hệ và sự tin tưởng của người khác đối với bản mệnh. Để khắc phục vấn đề này, Kỷ Dậu hãy luyện tập sự bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi nói. Hãy cân nhắc các tác động của những lời nói của mình và xem xét xem chúng có gây tổn thương hay bất lợi nào không. Đồng thời, tôn trọng và giữ kín bí mật của người khác, không tiết lộ thông tin khi chưa có sự cho phép. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh lâm quan vẫn sẽ đem tới ít nhiều tín hiệu tích cực cho sự nghiệp của bản mệnh. Chỉ cần Kỷ Dậu tập trung vào nhiệm vụ, khiêm tốn lắng nghe mọi người nhiều hơn và có cách hành xử lý trí, linh hoạt, thì mọi khó khăn đều sẽ được giảm bớt. Thậm chí, Kỷ Dậu còn nhận được sự chỉ đường, dẫn lối của quý nhân. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu cho thấy rằng phương diện tài lộc cũng khó có thể đạt được sự phát triển như ý muốn. Đã đến lúc Kỷ Dậu dừng lại để đánh giá những gì mình đã và đang làm trong suốt thời gian qua. Đồng tiền chảy vào không được như dự kiến là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang mắc phải sai lầm ở đầu đó. Đừng tiếp tục vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Có thể những hướng đi đó không phù hợp với bạn. Hãy dành thời gian để nghĩ xem khả năng của mình thích hợp để làm những công việc gì. Nếu mắc phải sai lầm, Kỷ Dậu cũng nên dũng cảm thừa nhận chứ đừng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Nếu không khiêm tốn mà tiếp tục quên quang, khoác lác, thì bạn sẽ chỉ ngày càng lún sâu vào những sai lầm mà thôi. Để tránh những rủi ro và tai ương có thể xảy đến, thì Kỷ Dậu cũng nên tập trung vào công việc.
đừng nghĩ tới làm những việc không chính đáng như hãm hại người khác. Nếu Kỷ Dậu làm việc xấu thì rất dễ vướng vào chuyện thị phi, thậm chí kiện cáo, lao tù. Bản mệnh hãy cố gắng kiên trì với kế hoạch của mình thì sẽ đạt được một số thành công, bao gồm cả thu nhập tài chính. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng thành công không chỉ là may mắn, ngẫu nhiên, bản mệnh cần rút kinh nghiệm từ những thắng lợi nhỏ trong quá khứ và xây dựng kế hoạch cụ thể hơn cho các hoạt động của mình. Hãy xem xét những yếu tố đã đóng góp vào thành công của mình, bao gồm sự kiên nhẫn, sự tập trung vào kế hoạch cụ thể. Hãy tìm hiểu những gì đã hoạt động tốt để áp dụng chúng vào kế hoạch hiện tại và tương lai. Hãy đặt mục tiêu rõ ràng và xác định các bước cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Tiểu hao có thể tạo ra những khoản chi tiêu không mong muốn và gây ra áp lực tài chính trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, như sinh nhật, cưới xin, thăm hỏi người bệnh và các sự kiện tương tự. Có thể đòi hỏi một khoản tiền không nhỏ từ người tuổi Kỷ Dậu. Tuy nhiên, để tránh tốn kém không cần thiết, hãy cân nhắc và lập kế hoạch chi tiêu một cách thông minh. Hãy xác định các mục tiêu ưu tiên và đặt ngân sách cho mỗi khoản chi. Bản mệnh có thể xem xét việc tiết kiệm và tìm cách giảm thiểu các chi tiêu không cần thiết. Nếu người tuổi Kỷ Dậu đang có ý định bắt đầu mở rộng doanh nghiệp, thì hiện tại không phải là thời điểm phù hợp. Thay vì vội vàng, hãy dành thời gian để nghiên cứu thị trường và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh. Quan trọng là bản mệnh cần tìm ra những điểm mạnh của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Từ đó, tập trung phát triển và chiếm lĩnh thị trường trong một lĩnh vực cụ thể, tránh đầu tư quá nhiều tiền vào dự án ngay lúc này. Thay vào đó, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Bằng cách này, người tuổi Kỷ Dậu sẽ có được một cơ sở vững chắc và định hình rõ ràng trước khi bắt đầu kinh doanh. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Theo tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu thấy rằng, phương diện tình duyên ảm đạm cũng đem tới nhiều nỗi buồn cho người tuổi Kỷ Dậu. Kỷ Dậu cảm thấy hạnh phúc dường như đang quá xa tầm tay giới của mình. Người độc thân có thể nhận được sự theo đuổi của một vài đối tượng trong thời điểm này, nhưng khả năng cao đó đều là đào hoa xấu. Kỷ Dậu chớ dội tin theo lời tán tỉnh của những kẻ mình chưa hiểu rõ. Có thể những kẻ đó tiếp cận bạn chỉ vì một mục đích xấu nào đó. Kỷ Dậu không cần thiết phải quá sốt ruột vì tình trạng hiện tại của mình. Hãy dành thời gian để chăm sóc và yêu thương bản thân hơn. Hãy làm phong phú thêm bản thân để trở thành người tốt đẹp hơn. Khi Kỷ Dậu đã phát triển thì không lo không gặp được những người phù hợp. Người có đôi có cặp cần tránh trạng thái nóng nảy, hành xử không suy nghĩ và nói những lời gây tổn thương cho người thân thiết nhất. Mọi việc đều có thể giải quyết nếu hai người bình tĩnh. Còn nóng nảy chỉ khiến mọi việc thêm lâm vào bế tắc mà thôi. Con giáp này hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ đa chiều hơn. Dù có được người ấy yêu thương chịu chuộng đến mấy thì cũng chớ tự coi mình là trung tâm vũ trụ và bắt đối phương phải chiều theo. Điều đó kéo dài sẽ khiến nửa kia mệt mỏi đấy. Về gia đạo, trong thời điểm này cũng không có gì biến động. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà đã có nhiều cải thiện. Đôi bên đã biết lắng nghe nhiều hơn. Dù vậy, mỗi thành viên vẫn cần hạ thấp cái tôi của mình, đặt bản thân vào địa vị người khác để thấu hiểu. Hãy vì gia đình, vì cái chung mà mọi người cùng đồng lòng, ắt trong ấm ngoài êm. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Thái tuế hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo, người tuổi Kỷ Dậu cần phải cẩn thận khi lao động chân tay hoặc có việc xuất hành đi xa. Tốt nhất Kỷ Dậu không nên cố gắng làm việc hoặc điều khiển phương tiện giao thông khi đang mệt mỏi. Để tránh những sự cố đáng tiếc, công việc không như ý khiến Kỷ Dậu luôn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Tuy nhiên, đừng vì thế mà suy nghĩ quá tiêu cực, bi quan, đồng thời không nên mang những cảm xúc tiêu cực khi làm việc về nhà, ảnh hưởng đến hòa khí giữa các thành viên trong gia đình. Tuổi Kỷ Dậu nên học cách chia sẻ với mọi người xung quanh để cảm thấy nhẹ nhõm hơn và được giúp đỡ. Ngoài ra, chớ quên dành thời gian cho các hoạt động thể dục, thể thao. Việc đó không chỉ giúp Kỷ Dậu khỏe mạnh hơn mà còn giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm, yêu đời hơn, thậm chí tạo ra cơ hội giúp bạn gặp gỡ bạn bè và quý nhân. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1,
cùng Cẩm Nang Dượng Dận của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xem tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, khuyên con giáp tuổi Kỷ Dậu không nên nghĩ gì nói nấy. Bản mệnh có xu hướng nói lời không hay khiến cho nửa kia phật ý, gây ấn tượng xấu, ảnh hưởng tới mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp. Một lưu ý đối với con giáp tuổi Kỷ Dậu rằng khối lượng công việc sẽ tăng một cách đột biến trong những ngày này. Chính vì thế, hãy đảm bảo rằng bạn có những khoảng thời gian trống nhất định cho các trường hợp khẩn cấp, nhận diện được khó khăn của nền kinh tế trong và ngoài nước. Thời gian này, con giáp tuổi Kỷ Dậu chăm chỉ tích lũy để tiết kiệm, bạn đã kiểm soát được tâm lý của mình trong việc chi tiêu. Ngoài ra, bạn cũng tìm được cách để cải thiện thu nhập cho mình khá hiệu quả. Bạch hổ hung tinh xuất hiện trong thời điểm này, nhắc nhở bản mệnh thận trọng hơn khi tham gia giao thông. Đừng vì vội vàng hay có việc gấp mà phóng nhanh, vượt ẩu trong thời gian này, vì rất dễ gây tai nạn đấy nhé. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: hồng, đỏ. Con số may mắn: 82, 74, 39, 11. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Nhiều việc không như ý xảy ra trong cuộc sống của con giáp tuổi Kỷ Dậu, đó cũng có thể là tín hiệu để nhắc nhở bản mệnh tập trung vào cuộc sống của mình. Đừng hướng ra ngoài quá nhiều, không mang lại chút ích lợi nào cho bạn cả. Một mặt điều này sẽ giúp Kỷ Dậu có thời gian để ở nhà, loại bỏ những vật dụng không còn phù hợp với phong cách sống hoặc gu thẩm mỹ hiện tại của Kỷ Dậu. Mặt khác, việc dọn dẹp sẽ truyền cảm hứng để Kỷ Dậu sắp xếp và tối giản hóa mọi thứ trong cuộc sống. Về chuyện tình cảm trong thời điểm này, những cặp đôi dễ có những hiểu nhầm. Trong khi đó, người độc thân nên loại bỏ những tiêu chí cứng nhắc và trở nên cởi mở hơn. Có như vậy mới dễ dàng gặp được người phù hợp. Dưới tác động của đại hao trong những ngày này, nên người tuổi Kỷ Dậu dường như không kiểm soát được việc chi tiêu. Kỷ Dậu liên tục phải rút hầu bao cho dù bản thân không mong muốn. Có nhiều việc ngoài kế hoạch và đòi hỏi bạn phải tùy cơ ứng biến. Thế nhưng hãy giữ niềm tin rằng tiền mất đi rồi sẽ kiếm lại được. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số may mắn: 49, 28, 60 và 51. Bí quyết cải mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Không phải ai cũng nhận ra sự khác nhau giữa nghiệp và số phận, vì có lúc chúng ta đổ tài sợ, có lúc lại tỏ ra lo sợ vì nghiệp báo nói số mạng là do trời định. Thế gian này thuộc quyền lực của trời nên con người chấp nhận, thừa nhận và cam tâm đặt mình lệ thuộc vào quyền lực đấng thiêng liêng ấy. Vì thế, số mệnh phù hợp với thể chế quân chủ phong kiến, con người bị một đấng quân dương chi phối toàn bộ, cuộc đời nối nghiệp chính là quyền lực nằm trong chính bản thể của mình. Buồn khổ hay hạnh phúc do mình nắm giữ, mình làm chủ, cuộc sống này không ai bắt được chúng ta vui buồn, mà phải tự mình loại bỏ sự vô minh, sáng suốt, gan dạ, chọn lựa một cuộc sống đẹp đẽ, vui tươi trong hiện tại và mai sau, tự ta và sẵn một lối sống cho ta. Tự ta tô điểm đời ta cho tươi sáng, nếu có khổ đau đến với ta, ta hãy cười vì đây là hành vi dụng dại ngày trước của mình. Chúng ta trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ, đồng thời xây dựng những điều an vui, hạnh phúc cho vị lai. Mọi quyền lực trong tay chúng ta thật thỏa thích, thay cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tự do, tự chủ. Cho nên lý nghiệp báo thích ứng thể chế dân chủ, tự do của nhân loại hiện nay ta là chủ, ta có quyền chọn lựa người thay ta lo diệt nước, diệt dân. Có thể thấy ngoài một điểm tương đồng, còn lại là sự khác nhau giữa nghiệp báo và số phận. Nếu bạn chọn tin vào nghiệp báo hay số phận và sống theo lý tưởng đó, thì cuộc đời bạn cũng sẽ thuận theo cách mình tư duy. Vì thế, trước khi lựa chọn nên cần trang bị kiến thức rồi mới tin và làm theo kiểu thiệt. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Kỷ Dậu 1969. Theo sao chiếu mệnh, sao thổ tú,
Đây là hung tinh gây ra sự trở ngại về tinh thần, sự xung khắc trong các mối quan hệ, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ. Gặp hạn ngũ mộ thì tinh thần bất an, tiền bạc tuy có nhưng hao tán nhiều. Không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay dạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Dậu 2024, tuổi Kỷ Dậu nam mạng gặp vận niên Mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương trong năm Giáp Thìn. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào giai đoạn ổn định, gia đạo khá hài hòa nhưng khó tránh khỏi lúc xung đột nhẹ, đừng lấy làm căng thẳng. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Đối với nữ mạng tuổi Kỷ Dậu 1969. Theo sao chiếu mệnh, sao Dân Hán. Dân Hán là trung tinh, vừa mang tính tốt mà lại có thêm tính xấu. Năm gặp sao này chiếu mạng thì công việc làm ăn ở mức trung bình. Đương số dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên để phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ. Gặp hạn ngũ mộ thì tinh thần bất an, tiền bạc tuy có nhưng hao tán nhiều, không nên tin người thái quá. Không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay dạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Dậu 2024, sang năm con rồng, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng gặp vận niên Mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào giai đoạn ổn định, gia đạo khá hài hòa nhưng khó tránh khỏi lúc xung đột nhẹ, đừng lấy làm căng thẳng. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư,
mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.